Xin chào quý vị và các bạn. Khép lại tháng 8, tháng 7 mưa ngâu, hôm nay Bắc Bộ bước vào tháng 9 với tiết trời trong xanh, nắng ráo. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang tới gần và điều mà người dân khu vực đang quan tâm là thời tiết trong những ngày nghỉ này sẽ diễn biến ra sao. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hôm nay do nằm ở rìa phía nam của rãnh mây dông ở rìa không khí mát, nên từ khoảng sáng cho đến chiều nay Bắc Bộ chưa có nhiều thay đổi về thời tiết. Lúc này trời còn khá mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 cho đến 27 độ. Vào trưa chiều Bắc Bộ tiếp tục oi nóng với nhiệt độ tăng lên từ 33 cho đến 35 độ. Tuy nhiên đến chiều tối và đêm nay, do khối không khí mát ở phía Bắc di chuyển xuống, mang theo dải mây dông gây mưa rào trên diện rộng. Đầu tiên, mưa sẽ xuất hiện ở vùng núi biên giới phía Bắc như là Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang. Sau đó sang ngày mùng 2 tháng 9, mưa sẽ lan dần ra toàn khu vực Bắc Bộ. Mưa trên diện rộng nhưng với cường độ không quá lớn, hầu hết chỉ là những cơn mưa rào nhẹ với tổng lượng trong khoảng từ 30 cho đến 50 mm. Tuy nhiên, mưa cũng khiến cho nền nhiệt ngày mùng 2 tháng 9 giảm dần, với mức cao nhất được dự báo dưới 33 độ. Ban đêm trời mát mẻ, thậm chí là hơi se lạnh, với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 24 cho đến 26 độ. Vùng núi và trung du cần đề phòng có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trái với miền Bắc, trong 2 ngày đầu tháng 9 này, miền Trung lại có xu hướng giảm mưa do rãnh thấp gây mưa suy yếu nhanh. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 9, toàn miền cùng chung trạng thái mây thay đổi, ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rông ở vài nơi, nhiệt độ từ 26 cho đến 37 độ. Và ngày mùng 2 tháng 9, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm chỉ có mưa rông ở vài nơi. Riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa đến Nghệ An do nằm gần với vùng ảnh hưởng của không khí mát ở phía Bắc, nên trời có thể xuất hiện mưa rải rác trong ngày mai và nhiệt độ có thể thấp hơn từ 1 đến 3 độ so với phía Nam. Lui xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay cũng như là 3 ngày tới, gió mùa Tây Nam hoạt động với suy yếu hơn, nên mưa tại khu vực này sẽ giảm đáng kể về diện và lượng. Đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên, mưa chỉ còn xuất hiện lác đác tại các tỉnh phía Nam Tây Nguyên như là Đắk Nông, Lâm Đồng. Còn khu vực Nam Bộ, những cơn mưa rào vẫn xảy ra, tập trung tại các tỉnh ven biển, tuy nhiên với lượng không đáng kể trong thời đoạn ngắn. Và ban ngày trong cả 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9, trời nắng ráo ít mưa với nền nhiệt ổn định. Nhiệt độ Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 22 cho đến 32 độ. Còn tại Nam Bộ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 32 độ. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đêm nay và ngày mai sẽ thịnh hành gió Tây Nam có cường độ khoảng cấp 4 đến cấp 5, nên tình trạng biển bình thường, mưa chủ yếu xảy ra ở vài nơi. Riêng phía đông của khu vực Bắc Biển Đông vẫn cần lưu ý với mưa rào rải rác. Các nơi khác bao gồm hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa trời nắng ráo ít mưa và thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Như vậy là từ chiều tối nay cho đến ngày mùng 2 tháng 9, Bắc Bộ sẽ chuyển từ nắng ráo sang mưa dông do khí mát tràn về. Trung Bộ duy trì trạng thái nắng nhiều ít mưa cùng nền nhiệt cao nhất cả nước. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ có mưa rào rải rác vào chiều tối và đêm với lượng mưa ít. Bản tin thời tiết sáng nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.